em lại là mình Irene đây. Trong một video gần đây á, thì mình đã giới thiệu cho anh em một công cụ cày airdrop cực kỳ hữu ích, đó chính là DapDap. Mình thấy là có khá nhiều anh em cũng đã hưởng ứng và sử dụng công cụ này rồi. Còn với những anh em chưa biết đến công cụ này á, thì Irene có thể để lại đường link video của video gần đây nhất ở phía đâu đó trên màn hình hoặc là phía bên dưới phần bình luận cho anh em. Còn trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ update cho anh em những cập nhật mới nhất về dự án DapDap cũng như là hướng dẫn anh em những task mới của dự án này để săn airdrop nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe qua 68 TV cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa về DapDap cho anh em. DapDap thì là một cửa hàng ứng dụng đi app với hơn 130 ứng dụng. Dự án thì hiện tại đã hỗ trợ rất nhiều các layer 2 lớn hiện nay và đang partner với những tên tuổi lớn như là Near này, Linea, Scroll, BitGet Wallet, LeFi vân vân. DapDap thì sẽ đơn giản hóa thao tác tìm kiếm các cái giải pháp DeFi ở trên layer 2 cho anh em và cung cấp cho anh em một giao diện thân thiện xử lý tất cả các hoạt động như là giao dịch này, quản lý thanh khoản, cầu nối cross chain và các thao tác ở trên DeFi một cách mượt mà. Campaign đầu tiên của DapDap thì là Odyssey Vol 1 Uncharted Realm diễn ra đã vô cùng thành công với hơn 30.000 lượt người dùng đăng ký mới cũng như là tỷ lệ tương tác on-chain đến hơn 60%. Trong thời gian mới đây thì DapDap đã thông báo triển khai Odyssey Vol 2 Beyond Linear để tiếp tục đưa các hệ sinh thái Layer 2 tiềm năng đến với người dùng. Anh em có thể sử dụng DapDap để tương tác với hàng loạt DApp hàng đầu ở trên Linear từ các giải pháp như là cầu nối LeFi này, Stargate này cho đến những sàn DEX như là SynSwap hay là Horizon Dex vân vân. Campaign lần này thì sẽ giới thiệu một hình thức tham gia mới để thu hút người dùng ở dưới dạng là các trò chơi lật thẻ ghép hình để từ đó là thu thập thêm các điểm point phục vụ cho airdrop sau này. Ngoài ra thì anh em cũng có thể kiếm được điểm point bằng cách làm quen với các ứng dụng khác của DapDap như là PancakeSwap này, XFi này, Horizon Dex này, EasySwap, SynSwap, VeloCore, LinkDexFi, LifeFi, Stargate, Granary Finance, Layer Bank và Mandy Finance cũng như là hoàn thành các nhiệm vụ tương tác ở trên các mạng xã hội của DapDap. Còn sắp tới thì DapDap sẽ tiếp tục triển khai thêm các cái giai đoạn tiếp theo của chương trình Odyssey. Hiện tại ở Việt Nam thì mình thấy vẫn chưa nhiều anh biết tới và farm dự án này. Cho nên là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách farm giai đoạn 2 của dự án DapDap để anh em có thể cày điểm một cách sớm nhất nhá. Beyond Linear này thì cơ chế hoạt động cũng sẽ giống như mùa đầu tiên thôi, là anh em sẽ kiếm điểm point. Hiện tại thì event đã đang diễn ra rồi và sẽ kéo dài đến hết tháng 3 này. Về cái cách để tham gia event á, thì anh em sẽ lưu ý giúp Irene á, là ở đây anh em sẽ cần phải kiếm energy. Energy ở đây thì anh em có thể thực hiện theo hai flow. Thứ nhất thì anh em có thể tham gia những cái nhiệm vụ ở trên social. Ví dụ ở đây là thực hiện live 3D app ở trên Linea này, hay là vào trang Linea page và một số những cái nhiệm vụ ở trên X. Ngoài ra thì anh em có thể làm những cái task on chain, ví dụ như là bridge ở trên LifeFi, Stargate, hay là làm những cái nhiệm vụ swap, land vân vân của Linea chẳng hạn, thì cũng sẽ nhận được các energy. Ok, sau khi mà anh em đã kiếm được các energy này rồi thì anh em sẽ vào chơi game. Game đây là game Flip and Match. Game này thì kiểu dạng như là tìm hai hình giống nhau á, chơi giống như là Pokemon ngày xưa. Đây, ví dụ anh em có thể flip chọn này đó. Ví dụ như vậy. Và số lượt chơi thì anh em sẽ có thể kiếm bằng energy. Ok, anh em kiếm được càng nhiều point ấy, thì sẽ càng có nhiều cơ hội, có nhiều khả năng để nhận được airdrop của DapDap hoặc là của một số những dự án khác ở trên DapDap về sau. Bây giờ Irene sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà để kiếm energy ở trong campaign lần này. Đầu tiên là nhiệm vụ visit Linear Network thì anh em chỉ đơn giản là ấn vào và lướt thử ở trên cái trang này thôi là đã nhận được rồi. Ok, thứ hai là nhiệm vụ ở trên X thì anh em sẽ ấn vào đường link. Rồi, anh em bấm authorize app. Ok. Kế đến thì anh em ấn lại một lần nữa này và anh em sẽ bấm nút like ở đây. Ok. Đó, vừa rồi anh em đã thấy là mình đã nhận được một energy rồi. Còn bây giờ thì Irene sẽ thực hiện một vài task on chain nhé. Thứ nhất là LeFi hay là LifeFi thì anh em chọn vào, xong đấy chọn vào Arbitrum ha, trên Arbitrum. Rồi ở dưới thì anh em chọn Linear và rồi anh em nhập số lượng ETH vào. Đây mình sẽ chọn là 0.05 đi ha. Rồi ấn check. Ok, xong rồi anh em bấm vào nút này.
và chọn transfer. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong một lượt bridge rồi đó. Rồi, sau đấy mình quay lại. Đó, vậy là mình đã nhận được 3 energy rồi. Rồi, ở sync swap thì mình cũng tương tự như vậy. Mình cũng sẽ swap qua sync swap. Đây, mình sẽ bấm là 0.02 rồi. Quay lại phần đi app này. Đó, vậy là mình đã kiếm thêm được 3 energy. Thì mình sẽ thử pancake swap đi ha. Rồi, trước tiên là mình sẽ cần phải đổi chain. Rồi, ok. Mình chọn vào linear nha anh em. Ok. Ở đây mình sẽ bấm 0.01, tức là khoảng 4 đô gì đó. Ok. Rồi, mình sẽ swap qua USDC nha. Rồi, ok, swap thành công là được nha anh em. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng chơi thử cái game thẻ bài này một lượt nha. Ấn start ở đây. Tựa game này thì cũng rất là quen thuộc rồi, anh em chỉ cần chọn hai lá bài cho nó giống nhau là được. Mình nghĩ là anh em nào cũng chơi rồi, cho nên là đoạn sau thì mình sẽ tua nhanh để anh em đỡ bị chán nha. Chỉ có một lưu ý nhỏ cho anh em là anh em hãy cố gắng hoàn thiện càng nhanh càng tốt nha. Dưới 25 bước thì anh em sẽ nhận được 1.000 điểm. Dưới 30 thì sẽ nhận được 500. Dưới 40 sẽ là 100 điểm. Và còn nếu như anh em thực hiện trên 40 bước thì anh em sẽ chỉ nhận được 50 điểm mà thôi. Mình đã hoàn thiện xong và nhận được 100 điểm sau 32 lượt flip. Và chương trình này thì sẽ kết thúc vào cuối tháng 3, nên là anh em hãy nhanh tay farm thật nhiều điểm để nhận được nhận nhiều airdrop từ Đáp Đáp nhé. Mình sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Ok, vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ campaign tiếp theo của Đáp Đáp, cũng như là hướng dẫn anh em cách farm điểm Đáp Đáp ở trên chiến dịch mới nhất của Linea. Anh em nghĩ sao về Đáp Đáp và anh em có những thông tin gì khác về dự án này hay không? Và anh em quan tâm đến những đợt airdrop nào của các dự án nào thì cũng hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe Goi 68 TV và ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!